con bà gặp được thằng Long cái gì đó, đi mấy anh em ở đây lo cho nó kia gì đó. Bà nói là cũng như là bà không có bỏ thằng Kim sau, đã nói vậy chứ bà không có bỏ. Nói chung thì không biết cái nỗi khổ của người ta cho ở phía bên trong như thế nào cũng biết được. Thì bà con thấy thì chị Kim sau là tôi không thích mẹ của. Bà nói gì nè, bà lên clip nghe bà nói là nó chửi bà nói đó. Ôi trời, con có không, mà lúc đầu được con quay cũng đâu có nhắc tới mẹ, chỉ là chỉ cự liền á, không thích. Hồi nhỏ như là chị sống với bà ngoại. Nghe nó không phải bà mạnh buồn. Bà nó quý. Bà nó thì con không biết là như là nó. Ông muốn nghe nói gì thôi. Chị kể đó, lúc trước con có quay một clip và chị kể là bà ngoại rất là thương chị. Ừ, nói bà ngoại cũng thương đó. Tính ra chị cũng khổ chứ. Cũng gian nan, lang thang đủ thứ. Một người phụ nữ mà để lang thang từ nhỏ cho tới lớn thì không ai săn sóc, tất nhiên cuộc sống rất là khổ, cực trăm bề. Với Úc nói rằng Lộc nghe nè, ấy như không có cha, không có mẹ, không có gầy dạ, dạy biểu gì hết. Yeah. Chứ nó mà nếu mà nó không, nó đựng ra đường, nó đựng nó xấu Úc hay là nó lấy gì kia, Úc luôn không có cho nó đi đâu. Tại nó ở trong nhà Úc vậy mà Úc đối xử với nó vậy mà ra đường còn nó xấu không, nó chữ Úc này kia. Cũng không muốn thôi, chứ còn nếu mà nói gì ta cũng cho là ở đây cho dạ. Tại vì ông có mình Long, mình Long thì nó cũng thương, nó lúc, thương. Lúc đầu mà tụi con biết được mà quay anh chị là lúc đó là con không thấy những cái gì mà nói chung là thấy chị rất là tốt luôn, bình thường luôn, không có thấy luôn, mà sau này không biết sao thì chào, tụi con tự nhiên nó ấy là nó nổi lên, nó hung dữ rồi. Ô đủ thứ chứ, bởi vì thành ra Úc không có thương. Tu sư bu hơn lên. Ra đường nó nói Úc này kia nọ đủ thứ đó. Thành ra Úc không có muốn cho nó ở trong nhà. Mà nói chung ra cái đợt sau rồi nó đi là Úc cũng đâu có đuổi nó đâu. Tự giác đi xuống bà Tám. Thì nói hỏi bà Tám gì với các nhà ở này kia chỗ đâu có đuổi nó. Dạ. Mấy đứa tù trường có đóng tiền học phí gì không? Có 1 triệu mấy. Dạ. Một triệu tư mấy chục ngàn. Rồi có đóng tiền ăn hàng ngày không nhỉ? Không, cái này nó ở nhà. Tại vì sáng nó đi nhiều Úc cho nó ăn nhà. Dạ. Có đóng tiền sữa. Một buổi sáng, một tuần lễ là đóng có 30 ngàn. Dạ. Như là nó cho uống buổi sáng không mà buổi chiều không có uống. Thì cũng đỡ. Ừ. Chứ đóng nó đáng cực dữ à. Tuần thì 30, tuần 30. Dạ. Như bây giờ là chú với thím đang sắp xếp mấy con gà bển cho xong hết rồi, rồi về đây ha. Ông cũng định rồi ấy cho ông về đây đó. Yeah. Bên mình cũng tội nghiệp, hổ ở bên đây cũng có mình đâu. Lớn tuổi trên rồi, khi mà giấc tối lỡ có bệnh hoạn nguy hiểm. Đức ở của bên này có thằng Đức nó có biết cái gì đâu. Dạ. Yeah. Ổng có bển có mình ổng lỡ có mẹ gì cũng không có ai. Thôi kệ đi, nói với ổng, ổng tính là ở bển nuôi gà rồi bán được. Ổng tính là ở bển. Hổ suy nghĩ thôi, người già đem về đây còn nhiêu, người còn mấy con gà nhỏ nhỏ rồi, tôi đem về bên đây. Dạ. Thì bán mấy chục con gà lớn đó, người đem về gà con đem về đây, tại quản dưỡng bậy nó đi. Chứ bây giờ ở bển người ở bên nơi thấy ông cũng tội nghiệp. Nhiều khi thấy chiều đứng chắc xe ông đi về bển thấy ông tội nghiệp. Tội ha, ừ. Có nhà mới mà không được ở đi bển cũng tại cuộc sống. Thì ông nói ông đầu đi về bển không gài rồi. Dạ. Ông không cho, nói thôi đi ở đi. Chị nào thì té rồi cái quay qua cái bị mất cái nữa. Bị đau mất nữa. Dũng nói thôi, tại ở đi chị nào thì hết, không đi gì. Có chú ở đây thì giữ bé Đức đỡ. Còn thím giữ con thấy mệt quá không. Chạy không kịp đó. Đúng rồi, ông chạy không kịp nhưng mà không có ổng, nó ít lì. Ít lì ha. Tại nó biết ổng cưng. Dạ. Có ổng nó lì. Theo ổng cưng được đó. Đó, theo ổng cưng lì đó. Ở còn quýnh nó cái ổng giận. Ổng không nói nhưng mà cự liền. Cô chú có dự tính tương lai mình làm công việc gì không cô chú? Thì ở đây mình có bằng gì không? Thì bây giờ Út cũng bây giờ không biết mặn gì. Thì ổng tính đi về bên đây, ổng cũng nuôi gà vậy đó. Nuôi gà? Chứ bây giờ hỏi chứ giờ ổng vậy ai muốn mặn gì? Nuôi trước hay sao? Thì Út cũng kêu ổng làm cái chuồng bên trước chỗ cái bản đó đó. Cái tối mình nhốt ra, sáng mình tản ra. Tối mình nhốt vô. Thôi à, thôi không Út. Sợ nó hôi nhẹ. Còn Út tính biểu ổng là cũng như bị chán xi măng.
rồi cái đấy cái mình rửa mình quét ra mà không biết được hay là không nên, chứ bây giờ út suy nghĩ giờ 200 gia út cũng không có mặt gì được, mắt út giờ mà căng mình nhiều khi ngồi đây nói chuyện là cái mắt thấy chắc là chứ không thấy rõ mắt út, mà tại vì út cũng bị đường mà út cũng bị cường thành ra út cũng chưa có dám tính cái chuyện phẫu hay gì chứ phải mổ không bị đường thì ông út cũng thấy mổ cũng được nhưng mà sợ đường đi trở nên cảm mổ nữa. Nhà nhà tao cũng khổ đủ thứ cho anh Lộc rồi. Nếu như mà mình kinh doanh mình nuôi gà ấy mình phải để cái bảng trước. Dạ, đó đó. Mình tìm từng ngàn là biết, làm số bán. Thì bây giờ mình cũng không có còn mình gà mình gì nữa. Dạ. Bây giờ mình đem cái bển lên hiện nay mình để mình trước ai bán thì ai mua thì mình bán. Mình để trong này chứ mình không có để ngoài nhưng mà mình cầm cái bảng thôi. Cái bảng. Đó. Cho ta biết. Chứ giờ làm việc nhẹ vậy chứ bây giờ thì ổng đi bằng chuyện bằng ổng giờ ổng tính hỏi nó bệnh cho cũng kêu bướng dữ hầm đó giờ ổng dắt thức ăn sao không dắt dữ hầm cho thức ăn dữ lắm đó dạ, ngày mấy tấn là sao nổi đúng rồi thành ra nó nói thôi tại vì mình nghĩ giờ có chặt đấy nhà bà với mẹ bây giờ thì mình không có còn lo nhà cửa nữa thì thôi tại đi thì có gì ăn lấy sống mấy. Còn nuôi thì nó biết thương thì nó bằng được thì nó gửi tiền vậy chú, còn nó không gửi gì thôi. Giờ anh làm có tiền gửi về cho mấy đứt cũng được. Đúng rồi, mua sữa rồi kia. Nó làm ăn thì nó gửi tiền về nó lo cho con nó. Dạ. Chắc anh nuôi anh tạo điều kiện cho anh Long làm mà. Việc thì làm cũng nghe nói vậy thôi, chứ chừng nào tới đâu thì cái đó. Quan trọng thì nếu như anh Long vẫn có ý chí anh làm được thì chắc được cái gì. Nói chung tạo điều kiện tối đa thì nếu như anh chí thú làm ăn thì là làm được hết. Để anh Long đi làm thì chị sau bán ý số gì đó. Con thấy cái duyên của anh Long với chị Chim Sâu này là dữ lắm luôn đó. Từ mèo kêu sơn từ Đồng Tháp mà tới Vĩnh Long luôn. Cái đó thì về bên ngoài nó cũng là trên bên nước lắm. Dạ. Vĩnh Long đi qua phà. Qua chạy xuống. Qua phà. Ờ vậy lúc qua Trà Vinh ha. Không, qua Trà Lắc đây nè. Ờ Trà Lắc. Đâu có cái phà qua bên giáp gần Bến Tre mà. Có cái phà. Cái đó ở dưới cổ Úc đi đường nhiều ra chỗ Vĩnh Long nè. Vĩnh Long là qua đường sao gì đó. Cái phà đó đang bắt cầu á. Ừ, đang bắt cầu. Còn đi ăn tới chạy chút xíu nữa tới. Chạy xuống chút. Anh đi như vậy bên bên Úc có biết không? Chắc biết mà, tại vì bà kia quay lên lên Đức quay đó. Chắc dòng họ cũng xem tiếp. Trời ơi, nó chơi nó lên nó la, nó nói bà, hai ông bà già để cho nó đi vậy. Chứ giờ nó muốn đi thì giờ sao vậy? Anh quyết định vậy mà sao cản được. Họ mới quay Đức rồi lên, mấy cái em điện lên nó la chứ. Không cho quay, nó nói là cũng như nó vậy rồi lên chứ. Không cho ông Lâm ở, không cho ông Nu ở, tại vì kêu bà Nu mà. Bây giờ biết thì cũng thấy vậy thôi. Nói chứ ngăn cản sao được, thấy lúc quay nhà cũ hai chồng cắn khít với nhau rồi. Cho dù làm gì làm chứ anh Long không bao giờ dặn chị Chim Sâu nha. Đúng rồi. Chim Sâu quýnh đập chị ấy, chị cũng không có mà. Nãy sao con không thấy chú Lực không nghe tiếng luôn nãy. Thì nói chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ nói gì vậy. Nó làm lên là sao? Chú Lực là chú nào? Chú nào? Chú Lực là chú Hoàng hay chú nào? Chú Hoàng không? Chú Hoàng. Ồ, biết chú luôn kìa. Nhớ chân. Tại vì mà tụi nghiệp nó nhớ nó hoài đó. Mua đồ ngon á. Chú núm là ấn tượng của bé là bé Đức mà. Ồ, ôi coi kìa. Quá trời ha. Sao mở cửa luôn, đóng cửa lại. Ôi, lạnh luôn. Hào điện lắm đó con. Mở cửa ra hào điện lắm á. Trời nóng không có chui vô đó nghe. Nực quá chui vô à. Bây giờ có con ở chỗ này muốn không coi nó quậy nè không cái nồi biết bệnh nóng vô ăn cái đó mình làm gì út út tính gót ở trong cái dán ở trong cái nhà tắm đó để nó đóng gầm lãnh tiền của mình Đức đó được 1.750.000 đi mua này hết 1.000.000 đến tiền gì út tiền Đức tiền làm với ông ngồi mà nội già rồi đi cho nó tiền gì nói chung bây giờ nó tiền mà coi đi dạ ở với ông bà để cho nó lãnh được 1.750.000 được tạo điều kiện hỗ trợ gì cũng mừng một tháng hay sao không ngày theo đợt năm dạ một năm cho lãnh lần hôm nay thì cô chú cũng được
bà con hàng xóm này cũng như là được ở trên đã hỗ trợ như vậy cũng mừng. Có cũng như tạm dịu thấy cũng như ở trong cái đó dỗ nước tiếp nó sợ nó mục á, nó rong rồi nó mục luôn. Điều là da. Xét mấy cái to này nó đâu không có... Không, to giờ út đút xi măng lên nó rút rồi. Dạ. Đợt nó cũng vô cái đợt đó đó. Dạ. Cái út xây xi măng lên út sợ nó mục to. Bây giờ đợi thợ thì giúp. Cái này cháu nó làm giùm. Cháu chồng của nhỏ mập mập ra đây kìa đấy. Can đi đường điện nhà mình đấy ha. À, cái làm đi đường điện đó. Cũng được. Nó biểu cô mua đi con làm, cái mua cái bữa đó chủ nhật nó đi làm hồ, nó cũng đi làm hồ. Cái nó biểu cô mua đi rồi cái mua rồi cái đem ra cái nó đem trễ, rồi cái sợ nó làm không kịp, chủ nhật tới thì nó mới làm. Mấy nói chung là vô cái mùa lũ này mưa liên tục. Mưa quá mưa. Nó bữa hổm nói mấy anh em tính ghé thăm Út mà mưa liên tục không có thờ, không có đi được luôn. Nói chứ không quay cũng ghé chơi rồi thằng dạ. Cháu tâm sự rồi nói chuyện rồi vui. Hồi thời nhà cũ tới bây giờ mà trải qua một hơn một tháng nay là tụi con cũng mới ghé đây này, thấy cũng mọi chuyện nó cũng thấy nó dần dần nó đi tới cái lúc mà cô chú mình đi thì sau này chứ bây giờ mà ảnh hưởng quá thì cô chú tinh thần không được thoải mái. Dạ. Lớn tuổi rồi sự cần cái sự mà yên tĩnh. Có lúc mà quay ấy không có ngủ được, không ăn dạ. Cơm. Nhiều khi một hai ba giờ mới ăn cơm sáng. Tụi con riêng tụi con quay rồi, rồi khán giả họ điện nữa. Đúng rồi. Lúc đó nhà một ngày nước điện nhiêu chặt nói. Dạ. Điện mà ta đem niềm vui đến mình không nói gì mà ta cứ này, chỉ trích này kia mệt thêm nữa. Có người tới khuya luôn không? Nghe điện thoại tới khuya luôn ha. Có bữa 12 giờ cũng điện. Đúng rồi. Điện mà 12 giờ 1 giờ điện là điện biết làm gì chửi đúng không? Dạ. Yeah. Giọng út liễu tắt không có nghe. Dạ. Tại vì khi sợ làm phiền cô chú út này kia cũng mệt mỏi. Trải qua cũng hơn tháng thì thấy tinh thần cô chú cũng đỡ hơn ha. Thấy cũng không còn như trước nữa thì cũng mừng. Mà ổng thì ít nghe hơn đúng. Dạ. Tại vì cho đại số là ngay cái số của Út không à? Dạ. Tại vì con Út họ tụi con ở đây thì đa số tụi con là hỏi ý kiến qua Út hết. Nếu Út cho thì tụi con mới cho. Nhưng mà sau này tụi con không có cho số điện thoại cho ai nữa hết. Ở thời điểm trước đây cách đây hơn một tháng thì tụi con hỏi ý kiến Út đàng hoàng. Sao clip này Út muốn cho không? Cho là mệt nữa. Nói chung bây giờ là mọi chuyện nó cũng đã đâu giờ đấy dạ. Hai vợ chồng chị bây giờ cũng sống hạnh phúc thì cũng mừng. Dạ nó cũng khỏe rồi. Dạ. Giờ Út nói hỏi chứ nhiều khi hỏi Út chứ vậy giờ có bắt thằng Long làm gì không? Thì nói giờ bắt chịu về hai đứa nó thương nhau thì nó ở với nó làm gì thì nó làm. Dạ. Thì nó thương con nó thì lâu lâu rồi nó về nó thăm con đó. Dạ. Đây thì Út cũng có cháu rồi có bé Đức Thủ Hỷ rồi. Thì ảnh quyết định sao thì tùy ảnh thôi chứ bây giờ mình đâu có cấm cản được. Thấy anh đi gì mà anh gửi tiền về mua sữa cho Đức là cũng ok lắm rồi đó. Cũng lo. Đợt đó nó cũng gửi 1 triệu bạc. Dạ. Cũng thường điện về hỏi thăm Út sức khỏe Út ha. Thì nó làm ai đi nào cũng điện. Út không điện, nó không điện, Út không điện nó chứ cũng nhớ. Dạ. Chứ sao nhớ. Nhớ sao nhớ. Có một đứa. Nó không điện, Út thì Út không điện. Không cho. Dạ. Ông nói điện, nói chuyện với nó biết thật không để nói luôn vậy. Nói chung là nhiều khi bác trai cũng sợ, sợ Út điện là nhiều khi là cái này cái kia là cũng mà khó chốt. Ừ, dạ, nó yên thân, không phải là tại. Coi như ổn phải không? Chắc chưa ổn còn nữa. Chưa nữa hả? Đâu biết vậy đó, chưa ổn, tại giờ không nói. Thôi đi, để theo tự nhiên ha. Để tự nhiên, chừng nào tới đâu nó hay cái đó. Chứ cũng nghe nhiều, mà yên thì không yên. Ổn thì cũng chưa ổn. Mình... Nó cũng còn mình thì nó ví dụ nó mở cái ổn này nó đi về. Vậy nó ở cái nhà. Tại nó cũng còn làm, nó cũng làm cũng được thì tại nó muốn đi theo chim sâu chứ. Có ăn cơm gì chưa? Sáng có ăn này kia cũng chưa có đói luôn, tại vậy đó. Bữa nào cũng 12 giờ, tối thì 7-8 giờ mới ăn.
trễ không có bị rồi nhộn cơm ăn không?